Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chơi tiếp Minecraft tận thế zombie ha. Tình hình là đêm trăng máu hôm nay không biết mình vượt qua nổi hay không nữa. Mới dọn một cái cuộc xâm lược của zombie, bây giờ lại có một đợt xâm lược tiếp theo rồi. Tầm này thì mình không có ngán bọn chúng cho lắm ha. Cắm đốt các thứ đầy đủ. Lại mấy con cầm súng này nữa. Cầm súng nè. Gán đi. Mặt trăng gần hết rồi. Gần qua đêm rồi đó. Cố thủ một tí nữa là được. Con nào lên đây là mình xử lý hết. Yên tâm. Và tận dụng số đá cội mà mình còn dư hết. Thì chắc hôm nay mình sẽ làm hàng rào. Để mình chống chọi với zombie thôi. Phải làm hàng rào mới được. Bao bọc hết cái khu vực nơi ở của mình. Con nào lên đây. Ôi. Vậy mà vẫn còn một số con nó xuất hiện được kìa. Mình cắm đuốc nhiều lắm rồi đó. Ow. Ác thiệt chứ. Lên đây. Con nào lại là mình sửa đẹp hết. Áp sát là mình sẽ xử lý liền ha. Rồi, mặt trời gần lên rồi. Gần thành công, gần cố thủ thành công rồi. Hy vọng là chúng ta sẽ vượt qua. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ làm trước cái bức tường bằng đá cuội này ha. Đó, nó bắn xa ghê luôn á. Phải công nhận một điều là mấy cái con zombie trong đây nó như là siêu xạ thủ vậy đó. Đứng xa mấy chục ô nó cũng bắn tới nữa. Sợ thiệt. Rồi, lên bờ hả? Kìa. Còn quá trời quá đất luôn. Chưa có súng nên mình chỉ có thể là áp sát, đợi nó áp sát rồi đánh thôi. Mai mốt mà có súng thì thôi. Không cần áp sát đâu, đứng trên nóc nhà tỉa xuống thôi. Giờ thì chắc mình sẽ ra đó để xử nốt cái đám zombie này thôi. Chứ để cho nó quấy rầy mình như vậy hoài thì đâu có được. Phải cho nó biết lễ độ chứ. Rồi. Trời đất ơi. Nó bắn bể áo giáp mình rồi. Cái áo giáp kim cương của mình đã hư mất tiêu rồi. Cay thiệt chứ. Ủa gì cái bao tay gì đây? Găng tay gì đây? Nó sẽ cho mình thêm tốc độ đào. Ồ. Để mình coi thử coi cái găng tay này nó sẽ cho mình thêm tốc độ đào hả? Ui. Coi kìa, mình đã có được một cái bao tay đen rồi kìa. Mình sẽ test thử. Đào nhanh hơn thiệt không? Ủa mình thấy nó cũng vậy á. Nó cho thêm có 10% tốc độ đào thôi. Nên chắc nó cũng không có quá nhiều khác biệt ha. Sức chịu đựng con người có giới thiệu nha. Bắn hồng. Thấy người ta hiền. Ê, đừng có phá ruộng nghe. Cái ruộng chưa dám thu hoạch đó. Trời ơi. Nó có thể bắn mình nhưng mà phá ruộng mình là mình bẻ chân đó. Cái ruộng mình trồng từ hôm qua tới bữa nay nó mới được nhiêu đấy đấy. Mà nó một phá một phát là xong luôn. Ở nào mình cũng liều mạng với nó. Nông dân yêu nghề là vậy đó. Nó rơi ra cái gì to chứ vậy? Một cái áo cho mình khả năng nhảy cao hơn. Trời. Wow. Các bạn biết cái vụ gì không? Bây giờ mình nhặt được cái áo nè. Nó cho mình nhảy như Super Mario nhá. Ui, cái áo xịn. Wow. Bay lên bờ luôn. Trời ơi, cái áo nè. Ui, lật xuống dưới nước luôn rồi. Mình giết zombie á, nó rơi ra khá là nhiều đồ luôn á. Ta hồn mà lụm. Trời ơi, nay lụm được đồ xịn nè. Cái nón này nó sẽ làm mình tăng khả năng chống đẩy lùi nè. Nhưng mà nó cộng ít giáp quá. Quần thì chưa thấy công năng đặc dị gì đó ha. Nói chung thì một xíu mình coi mấy món đồ nào mà mình nhặt được nó có công năng đặc dị thì mình sẽ giữ lại ha. Còn mấy cái đồ mà bình thường quá thì mình sẽ vứt đi. Và kế hoạch A của mình đã thành công rồi. Mình đã làm xong được một cái bức tường bằng đá cội. Tuy đây chỉ là một cái bức tường đơn giản thôi, nhưng mà mình mong là nó sẽ có thể chống cự một phần nào đó zombie nó tràn vô cái nhà của mình ha. Và công việc tiếp theo của mình là mình muốn làm kiểu như là một cái hầm trú ẩn. Các bạn thử nghĩ đi. Ví dụ một ngày nào đó mình thất thủ thì ít ra mình vẫn còn một cái căn hầm trú ẩn để mình có thể sống sót và sinh tồn.
qua cái ngày đó. Hợp lý thật sự. Và mình thấy ngay đây khá là thích hợp để mình làm một cái căn hầm trú ẩn nè, ngay chỗ nhà của mình luôn. Mình sẽ đào xuống dưới để làm một cái căn hầm trú ẩn cho riêng mình ha. Nhưng mà khoan, mình còn gỗ không ta? Mình còn nè. Để bây giờ mình sẽ làm mấy cái cầu thang. Phải có cầu thang một xíu mình mới đi lên được. Ui, đào hầm trú ẩn nhưng mà sẵn tiện kiếm thêm khoáng sản là hợp lý luôn á. Ở đây mình thấy nó có những cái quặng sunfua nè. Quá đã luôn. Sunfua chắc sắp tới mình có thể sẽ tận dụng để làm đạn dược các thứ rồi ấy. Khá là phù hợp ha. Và hiện tại thì mình chắc làm căn phòng nó tầm bấy lớn đấy thôi. Giờ thì nhu cầu của mình nó cũng chưa có nhiều á. Với lại cái khả năng đào bới của mình nó còn khá là chậm luôn. Nên mình chỉ làm một cái căn phòng nó bé bé như vậy thôi ha. Đủ để mình mang những cái vật phẩm cần thiết xuống đây sống sót thôi. Hợp lý luôn rồi đó. Chắc mình sẽ đặt cầu thang xuống là vừa. Đây. Làm đường lên. Có cái biện pháp chống zombie thứ hai rồi. Ngoài tường, bức tường bằng đá cội thì chúng ta đã có một căn hầm riêng dành cho mình rồi ha. Sao mà mấy con zombie đỡ được? Cái này thì mình nên làm một cái chắc làm cửa sập bằng sắt đi nhờ. Bấm cái nút là mình đi lên được rồi. Rồi, ok. Giờ trời tối chưa vậy? Trời mưa mà chưa có tối. Hay là mình tranh thủ mình đi khám phá một xíu đi nhờ. Giờ mình cũng có cái áo giúp mình có khả năng chạy và nhảy rất là cao luôn. Nên mình cũng khá là tự tin ấy. Được, được, được. Chắc bây giờ mình nên đi khám phá một xíu. Nhưng mà trước khi đi khám phá thì để mình sửa lại cái bộ giáp kim cương đã bị hư theo thời gian rồi ha. Hôm qua bị zombie nó dí, nó bắn quá trời rồi nên nó hư rất là nhiều luôn. Mỗi cái thì mình sẽ sửa lại một ít. Cái ổng cần phải sửa nhiều nè. Cái ổng hư quá trời luôn. Rồi, có được thêm tí độ bền rồi đó. Đi, ít ra nó cũng phải có giáp đầy đầy độ bền tí. Rồi chuẩn bị nha, mấy con zombie nè, mình nhảy qua đầu nó luôn nè. Nhảy qua đầu, ui, lọt sóng ơi. Nhảy hụt rồi. Và các bạn cũng thấy rồi đấy, hôm nay lại là một đêm trăng máu tiếp theo rồi kìa. Không đi kịp rồi, màn đêm buông xuống rồi. Căng thiệt chứ. Kệ nó đi, mình bắt chớn, mình nhảy qua đó. Ê, cái ruộng của mình hình như nó bắt đầu. Wow, mấy cái cây cam của mình nó bắt đầu lớn rồi nè. Cà chua cũng lớn luôn rồi. Có thức ăn mới, có thức ăn mới. Đã. Hái cà chua, lấy thức ăn thêm mới được. Hết thịt thì còn có đồ ăn khác mà ăn ha. Hấp dẫn chưa? Rồi, giờ thì có nên té ra khỏi khu vực này không ta? Hôm nay tiếp tục là một đêm trăng máu nữa đó. Rồi, còn con này mình xử luôn đi. Để nó lãng vãng ở đây hoài nhìn mắt ghét. A few moments later. Có thanh niên cầm súng bắn tỉa kìa. Bắn quá trời ghê rồi. Sợ thiệt chứ. Thôi. Đây là lúc hầm trú ẩn phát huy công dụng. Mình sẽ chui xuống hầm trú ẩn ha. Giờ thì mình sẽ nghiên cứu công thức để làm súng các thứ đi. Hiện tại coi box. Cái hòm này mình chế tạo được cho ta. Mình vẫn còn thiếu. Cái hòm bên này thì mình không có cái loại clay này. Ê, cái clay này có vẻ mình chế tạo được. Ủa, cái này là armor tức là áo giáp. Không, mình cần súng cơ. Weapon. Nhưng mà không có cái bột nhuộm này nè. Hay, khó rồi. Ê. Ôi, đâu chui ra đây vậy? Ghê à. Có con nó vẫn chui vô nhà mình được kìa. Ủa, sao nó lột nhập ra được cái bức tường này ta? Mình xây cái bức tường gõ to luôn. Gì mà có con vẫn chui vô được. Ảo ma thiệt sự. Ê, bắt đầu sợ mấy cái con này rồi đó nha. Giờ thì chắc mình sẽ làm liều một xíu các bạn ơi. Mình đang muốn làm cái chỗ cường hóa nó xịn hơn á. Nên chắc mình phải làm liều thôi. Dù mình biết hôm nay là đêm trăng máu nhưng mà phải parkour để đi chặt gỗ thôi. Để mình đi lấy một chút gỗ rồi đó. Khả năng nhảy của mình sẽ phát huy công dụng.
đố mấy người bắn được ta. Bắn đi, bắn hổ, bắn hổ. Mình nhảy bây giờ hơi bị nhanh luôn. Rồi, đi đấy, gõ đi đấy, gõ. Lẹ, nó tới bây giờ. Wow, khu vực này có vẻ khá là ít zombie nó mò lên được á. Hợp lý thế nhờ. Đã nha. Ủa, dưới con còn cầm súng kìa. Trời, đã vậy còn có cái rương di động nữa. Quái vật rương. Trời đất ơi. Thời kỳ mà zombie xâm chiếm thế giới vẫn còn quái vật rương à. Nè. Quái vật rương nè. Sử quái vật rương luôn. Rồi xong rồi. Chạy. Có đủ gỗ rồi. Về nhà thôi. Nhảy cao quá vẫn té mất máu nha. Khả năng nhảy siêu cao. Né đạn. Nhảy về. Công nhận hôm nay mình nhặt được cái áo giáp đúng xịn sò luôn á. Nhờ nó mà mình đỡ được biết bao nhiêu là thứ luôn. Bây giờ thì mình sẽ đổi hết cái gỗ này thành ván và chế tạo thành những cái kệ sách á. Chắc tạm thời mình sẽ đặt nó trong góc này đi. Cái bàn cường hóa đâu? Đặt xuống. Rồi bây giờ thì đã đủ 30. Wow, gia tài luôn hả? Có nên làm thêm một cái cúp kim cương nữa không ta? Để mình kiếm một cái cúp gia tài á. Có gì mình đào kim cương thì nó sẽ ra nhiều hơn. Đào mấy cái quặng như là than các thứ nó cũng ra nhiều hơn nữa. Hợp lý á. Chắc phải làm thêm một cái cúp kim cương thôi. Để thử nhân phẩm mới được. Và sau khi mình làm cái bức tường bao quanh cái khu vực nhà ở mình á, các bạn cũng thấy rồi đó. Mình đã dễ dàng sống sót hơn rồi. Như vậy thì cách thức mà làm tường thành để chống lại zombie có vẻ khá là hợp lý ha. Trời ơi, bớt ăn hạnh rồi. Đã thiệt sự. Rồi vô test thử coi phải là cúp gia tài không. Cúp gia tài 3. Đây rồi. Giờ mà không đi đào ngọc lưu ly thì hơi phí. Phía bên này mình thấy nó có một cái lỗ giống như cái hang lắm. Trời đất ơi, cái hang gì kỳ cục kẹo vậy. Nó chút ẻn à. Bé như con kiến ấy. Ồ, bên đây thì bắt đầu bự hơn rồi nè. Ủa, nhưng mà có cái này vô mình bị nhảy tưng tưng á. Khó chịu ghê á. Mà cởi ra thì không được. Cũng có mấy cái bất lợi khi mà mặc cái áo giáp nhảy cao này ha. Nhiều lúc mình không muốn nhảy nó cũng nhảy tưng tưng á. Nên cũng khá là phiền á. Rồi trên đây có những cái quặng aluminum thì mình cũng đào luôn đi. Giờ là thời điểm để mình đi tìm nguyên vật liệu mà. Ai dài căng nha. Bây giờ mình chưa có cái cúp gia tài á. Nên mình đào toàn ra mấy cái quặng bình thường thôi. Về phải nung ra á. Như là than mình về là mình phải đập ra thêm một lần nữa thì mới có than bình thường dùng. Khổ thiệt chứ. Bởi vì dùng cúp mềm mại đôi lúc nó cũng có mấy cái bất lợi gì á. Trời, nó còn ngay khu mỏ nữa chứ. Thứ gì chịu nổi không. Rồi luôn, lỡ vô khu mỏ rồi. Không đi thì không được. Khám phá luôn. Trời ơi, nghe tiếng zombie nó kêu la rên rỉ các thứ rồi đó. Úp, slam. Wow. Ôi, sao tự nhiên mình được slam nữa. Wow, đã ghê. Ê, hồi nãy mình thấy nó có công thức làm con dao gì cả đúng không. Con dao. Ui. Wow, mình làm được con dao nè. Ghê chưa. Con zombie nào láo nháo lại đây. Mình xiên nó một cái bây giờ. Zombie nào láo tét là mình sẽ xiên đó. Đây rồi. Tét dao luôn thôi. Mấy con zombie chết tiệt. Vô. Ui, dao này yếu lắm. Dao để mặn cá thì được. Chứ đánh nhau với zombie là không được đâu. Khá là yếu á. Tranh thủ lượm thêm slam. Ủa? Ở dưới nó có kim cương. Cái khe nước này phía tít ở dưới á, nó có kim cương kìa. Ê. Được tiệt sự. Hai quặng. Ngon lành. Ở đây tầng thứ mấy rồi? Ở đây là tầng thứ 14. Cũng khá là gần mấy cái tầng mà có kim cương rồi ha. Để mình gán đi thêm đoạn nữa. Ui, khúc này nước không à, khó di chuyển quá đi.
Sao kỳ á? Ôi, mình mắc kẹt rồi. Ok, mình bị làm sao rồi, mình hết di chuyển được rồi. Nè nè nè, rồi mình bị nước cuốn vô đây rồi. Trời trời trời, chỗ nước này ghê hả? Mình không di chuyển được chỗ khác luôn á. A few moments later. À không, không phải không di chuyển được đâu, tại bàn phím mình hết pin. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhá. Thỉnh thoảng thì vẫn có những con zombie nó xuất hiện trong khu mỏ nha, chứ không phải là không có đâu. À, và phía trên cái khe nước chính là cái công trình này. Hồi nãy mình mới xuống mình gặp rồi nè, nhưng mà mình chưa có vô. Ủa, nó có rương luôn. Ây chà chà, được đó nha. Lượm, có thì lượm thôi. Lại thêm một quyển sách Smile nữa nè. Smile cấp độ 5 luôn chứ. Ghê. Sự đẹp mấy con này. Ồ, cầm súng hả? Cầm súng hả? Có cái đầu xương trắng lượm luôn. Coi coi có công dụng gì không. Ui, làm được nhiều thứ lắm nghe. Giáp ngựa kim cương. Cũng không cần giáp ngựa lắm. Tại vì trong đây mình nuôi ngựa mình có kịp chạy đâu. Mình cưỡi ngựa chắc ngựa đi được 3 bước là bị zombie nó lấy súng nó bắn ngụm củ tỏi mất tiêu rồi. Bởi vậy thà mình không nuôi hết chứ nuôi thì khổ mấy em ngựa. Giờ là tới bước chuẩn bị nâng cấp cúp kim cương nè. Ủa? À quên, mình làm gì có lưu liên mà nâng cấp. Chưa bao giờ mà mình cảm giác quý cái quặng lưu ly giống như bây giờ đó. Thiệt sự luôn, tìm lưu ly nó khó chần ai luôn á. À và cuối cái hang này nó còn, ủa cuối khe nước này nó vẫn còn lưu ly nữa nè. Lấy thêm một lần nữa là được bao nhiêu? Trời đất ơi, có 5 quặng à. 5 quặng lưu ly thôi, đi nãy giờ. Trời đất. Ủa? À, nhớ rồi, đây là cái công trình mà hôm qua mình đánh nhau với con xương cổ xưa. Ui 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 ui. Trời trời, suýt nữa thì bị nhung nham nó nướng chín luôn rồi. À, trên đó nó có zombie hả? Đó, ít ra nó phải vậy. Có rương thì ít ra nó cũng phải được như vậy. Rồi, lúa thôi, để coi coi cái nón gì đây. Trời, cái nón có dòng chậm hỏng, chứ không phải là nón bảo vệ. Mà thôi kệ đi, dù sao nó cũng là một cái nón kim cương mới á. Xíu về có gì mình sẽ ghép lại với cái nón cũ của mình để sửa lại ha. Có cả sắt nữa nè. Lâu lâu mới có rương á, nên gặp mấy cái rương này quý lắm. Tiếp tục là sắt á. Úi, nó còn có cả hắc diêm thạch nữa. Nói hắc diêm thạch mới nhớ, mình quên lấy hắc diêm thạch đến xíu đi xuống địa ngục ta. Đó, lấy lần xương xương nhiêu ta? 42 cục chứ nhiêu. Lấy lần 42 cục ha, xài cho nó lâu. Rồi rồi, giờ mới enchant thiệt nè, nãy quê quá à. Ôi quê chập 2 giờ mình chưa có luli thiệt. Mình chỉ mới có cái quặng luli thôi, quên đó. Để mình đập hết cái số quặng này ra, có được bao nhiêu. Được 29. Rồi mình sẽ cường hóa trước cúp gia tài 3 ha. Hy vọng là ngoài gia tài 3 thì nó sẽ cho mình thêm hiệu suất các thứ để đào cho nó nhanh. Nó cho mình chậm hỏng. Thôi kệ cũng được. Cúp này mình chỉ dùng để đào khoáng sản thôi mà. Rồi còn gì nữa không ta? Mình còn gì cường hóa được không? Hết rồi. Trời đất ơi. Ừ. Hay là lên trên mình ghép lại nhờ. Ghép cái hai cái nón lại. Cho thành cái nón, nón mới nó vừa có chậm hỏng mà vừa có bảo vệ các thứ ha. Vậy cũng tốt. Ok. Ghép luôn. Ngại gì vết bẩn. Đây. Mình sẽ làm một cái nón mới. Cho nó full độ bền. Và số quặng này mình cần, ừ, số kim cương nào mình sẽ test thử coi với hai quặng kim cương và cái cúp gia tài 3 của mình mới cường hóa luôn thì nó sẽ ra được bao nhiêu viên kim cương ha. Thử. 2 viên. Trời ơi. 2 quặng thành 5 viên là có lời rồi. Có vẻ hôm nay hơn đó. Giờ tới than nè. Giờ mình cần phải đặt hết số than này ra và dùng cúp gia tài đào một lần luôn ha. Rồi, quất thôi. Boom. Bao nhiêu than đây, sao một cục bự vậy? Wow, được 2 stack rưỡi. 2 stack rưỡi than luôn. Như vậy thì ta hồ mà mình nung khoáng sản luôn á. Đã. Trong đây thì mình cũng có thể làm được những cái ba lô nè.
Nhưng mà công thức của ba lô thì nó khá là bèo. Được rồi ta, mình còn có thể nâng cấp nữa chứ. Đây, đó mình đã có được ba lô rồi. Nhưng mà nó khá là bé luôn. Hình như là mình cần phải nâng cấp nó hay sao á. Ê, bây giờ nó đã bằng một cái rương nhỏ rồi nè. Hay, được á. Rồi, tạm thời thì mình cho nó bé lớn đây đi. Tại giờ mình cũng đâu có đi khám phá nhiều đâu. Đi xíu là bị zombie nó quýnh, nó đuổi cho về nhà núp rồi. Mà chắc hôm nay mình đi thiệt á. Giờ đi nè. Nói là làm liền. Hướng bên này mình muốn khám phá nhiều hơn. Tại vì có vẻ nó vẫn còn công trình để mình có thể khám phá. Tranh thủ lúc trời còn sáng á, mình sẽ đi thôi. Ô, có chó sói. Wow. Các bạn nghĩ sao về việc mình thu phục hai em chó sói này? Được á, trong thế giới này mình rất là cần những người bạn đồng hành luôn. Mình về nhà mình kiếm xương coi, không biết mình còn xương không nữa. Chết rồi, mình còn có 2 khúc xương à. Mình ít farm xương lắm. Chết không, rồi sao đủ thu phục đây ta? Hên xui nha. Chơi trò chơi nhân phẩm này mình có 2 khúc xương. 2 khúc xương mà thu phục được 2 em sói là đỉnh lắm luôn á. Thử nè. Nope. Rồi luôn. Nope. Rồi. Không được 1 em nữa, huống hồ chỉ 2 em. Trời đất ơi. Quê thiệt chứ. Bây giờ mình chỉ ước gì là đi khám phá mình gặp được cái sa mạc thôi. Chỉ cần gặp được sa mạc là chúng ta sẽ có được những cây xương rồng. Và có xương rồng thì có thể làm được hòm chế tạo súng rồi. Đơn giản chỉ là xương rồng thôi. Mình rất là cần nó luôn. Nhưng mà khúc này toàn là núi không à, lấy đâu ra sa mạc giờ. Khó rồi. Và trên vách núi thì có những cái quặng lưu huỳnh hay sao nè. Chính xác đây chính là lưu huỳnh ha. Lấy về luôn. Có thì lấy về. Wow. Như vậy thì lưu huỳnh có rất là nhiều ở trên núi nha. Biết rồi đó. Còn đây là copper. Lưu huỳnh với copper là 2 khoáng sản chúng ta có thể tìm ở trên núi ha. Và ban ngày bọn zombie nó vẫn có thể đánh hơi ra mình và đi săn đuổi mình nè. Cây thiệt chứ. Người ta ban ngày để người ta đi kiếm đồ đi chứ. Ban đêm hả gì? Ban ngày để người ta đi cày cuốc chứ. Cái con zombie này vô duyên quá. Zombie vô duyên nè. Vô văn quá. Quýnh xong chạy. Kệ nó. Lo tập trung chuyên môn mình thôi. Mình báo với các bạn một tin buồn nữa nha. Hôm nay đêm đăng máu tiếp đó. Chuẩn bị chạy với mình nha. Tình hình là mình đang gán đi tìm vùng sa mạc nè. Ao. Oh my god, thằng cầm súng. Súng gì mà bắn đau vậy? Oh no. Hôm nay mình còn gặp sát thủ trong rừng nữa. Chạy lẹ. Không ổn tí tẹo nào luôn á. Nữa, gặp. Sao toàn gặp sát thủ không vậy? Ở trong đây mình không chỉ bị zombie truy sát đâu, mà mình còn bị những cái tên sát thủ cầm súng truy sát nữa. Rất là khó chịu luôn. Ủa nhưng mà trên kia có kim cương hả? Giờ sao vậy ta? Thôi kệ, chết mà ôm kim cương chết thì cũng mãn nguyện đi. Và đó hút kim cương trước đi, tính sao? Rồi, có kim cương liền, chuồn liền, có thêm cà rốt nữa. À, nhờn á, chạy liền sao mà bắt được mình. Giờ là mình có khả năng chạy siêu nhanh mà. Chuồn thôi. À, vừa chuồn nhìn mình sẽ vừa quan sát xung quanh á. Để coi đâu là nơi thích hợp để mình đi tiếp đây. Ơ, hình như tới sa mạc hay sao rồi. Yes, chúng ta đã tìm được sa mạc rồi. Đây rồi. Mình cần phải lấy xương rồng về. Đi rồi. Lặn lội cả ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã tìm ra được nó rồi. Quá là tuyệt vời luôn á. Ơi, nhưng mà khoan, phía trước mình đang có công trình gì á. Ôi, bị lắc. Ôi, con gì đánh mình á. Ghê quá à. Chạy thôi. Có được một ít xương rồng rồi. Ở đây nó có công trình gì nhìn rất là lạ ha. Đã vậy ở trên nóc nó còn có khói vàng nữa. Lụm thôi. Ôi, nó cứ bị lắc kêu gì á.
nè. Mình còn nhặt không được á. Ôi, tới sa mạc xong cái bị lắc luôn rồi. Sao mình cảm giác ở sa mạc nó ít zombie hơn á nhờ? Các bạn có thấy vậy không? Hồi nãy giờ mình ngồi ở đây mình lựa đồ các thứ mà zombie ít cực. Trời trời trời, chẳng lẽ giờ dọn đồ qua sa mạc ở quá à? Nè. Ê. Ui không, cho mình rút lại lời nói đi, nó không ít đâu. Ui hình như nó còn nhiều hơn. Ui nó còn nhiều hơn ở vùng mình ở nữa. Cho phát. xin lỗi, nãy tôi lỡ mồm. Trời ơi, thôi, té. Công việc đầu tiên sau khi trở về nhà là mình sẽ nung số xương rồng mà mình có lên. Mình nung tầm 3 cây thôi. 3 cây là làm được 3 cái bột nhộm rồi đó. 3 bột nhộm thì mình sẽ làm được một cái hộp chế tạo vũ khí hiện đại ha. Trời ơi, nghe là thấy xịn liền. Còn thiếu gì không ta? À, mình còn thiếu cái bàn chế tạo. Cuối cùng ngày này cũng tới rồi. Mình sắp chế tạo được súng rồi. Quá là dữ luôn. Rồi, bột nhộm. Đặt như vậy. Thêm sắt vào. Là được một cái hộp chế tạo súng hiện đại. Test thử coi. Đấy rồi. Ở trang đầu tiên thì mình sẽ có những con súng như là... Cái này hình như là... Ragnar. Cái này là M14, G3, Triple Tech, SG550. À đây có mấy khẩu súng trường nè. M16, SCAR. Hai cái SCAR luôn. Cái này là cái AUG. Bên đây thì có AN94 các thứ ha. Gali rồi nè, Famas. Bên đây thì có AK. Ui mình khá là thích AK, hay là mình làm AK nha. Công thức để làm ra một cây AK thì nó khá là rẻ ha. Mình chỉ cần 10 sắt với 10 khúc gỗ thôi. 10 sắt 10 khúc gỗ. Đó, vậy là trên tay mình đã có được một khẩu AK đầu tiên rồi nè. Ghê. Ủa sao AK nhìn. Trời ơi AK bị lỗi hình ảnh rồi. Ôi, các bạn ơi, súng mình nó bị yếu rồi. Nó yếu xìu luôn á. Hay là tại đứng xa quá ta. Bé heo coi. Trời ơi bắn không chết bé heo nữa. Cái này súng nước hay gì á. Súng này súng nước hay sao ấy. Súng bắn không. Ui. Đổ súng. Ao, đằng kia có một thanh niên sát thủ đang truy sát mình. Đổ súng không? Dũng hạt. À, mình bắn hắn rơi ra cái súng luôn rồi nè. Hắn cầm cây Remington hàng gì. Bắn gần đúng đao luôn. Hồi nãy thanh niên sát thủ kia cũng cầm khẩu súng shotgun đó. Wow. Gài đạn thử coi. Ôi. Được. Được các bạn ơi. Please, làm thêm ít đạn nữa. Rồi test thử trên con zombie này. Oh my god. Xác định rồi, mấy con zombie này xác định như mình rồi. Tàn đời. Mấy người tàn đời với ta rồi. Vợ thanh niên nào bước ra. Mình có súng rồi, hết sợ rồi nghe. Trời ơi. Nói chung hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời đối với mình luôn á. Vì mình đã có được bàn chế tạo súng nè. Một khẩu súng từ tên sát thủ nè. Mà đã lại là súng mạnh nữa chứ. Bên cạnh đó còn nhặt được một cái áo giáp giúp mình nhảy rất là cao luôn. Nói chung thì hôm nay là một ngày tuyệt vời ha. Mình chỉ mong sao những ngày tiếp theo chúng ta lại may mắn giống như vậy. Để dễ dàng sống sót trong cái thời kỳ zombie tận thế giống như vậy. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp. Và sắp tới mình còn nâng cấp nhiều thứ lắm á. Rồi, còn bây giờ thì bye bye.